Nét Huế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm làng Đồng Khánh để tìm hiểu thêm về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc của khu làng tẩm này. Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ân Đường, con trai cả của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, 1845-1876. Người sinh thành ba vị vua Kiến Phúc 1883-1884, Hàm Nghi 1884-1885 và Đồng Khánh 1886-1888. Ca dao Huế từng nói về vương nghiệp của ba ông vua này. Một nhà sinh đằng ba vua, vua còn, vua mất, vua thua chạy dài. Đồng Khánh là anh cả nhưng lại được đưa lên ngai vàng sau cùng. Bây giờ khi vua Hiệp Hòa bị giết 1883, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lập hoàng tử Ân Đăng, con nuôi vua Tử Đức, em thứ hai của Ân Đường, lên làm vua, lấy niên hiệu là Kiến Phúc. Ở ngôi được 8 tháng thì Kiến Phúc qua đời, em trai là Ân Lịch được kế vị, đặt niên hiệu Hàm Nghi. Hàm Nghi trị vì được một năm thì kinh đô thất thủ, mùng 5 tháng 7 năm 1885, phải rời ngai vàng theo Tôn Thất Thuyết ra Sơn Phòng Tân Sở, phạt diệu cần vương kháng pháp. Triều thần và chính phủ bảo hộ đưa Ân Đường, anh trai Hàm Nghi vào ngai vàng đang để trống, lấy hiệu vua là Đồng Khánh. Đồng Khánh làm vua được 3 năm thì qua đời vào giữa tuổi 25. Nhà vua không ngờ mình chết sớm như vậy nên chưa hề lo nghĩ đến sân phần mai sau của mình. Lăng Đồng Khánh hiện hữu thực chất là nơi vua Đồng Khánh tả túc vĩnh viễn trong điện thờ thân phụ của ông. Sự ra đời của khu lăng tẩm này đã trải qua khá nhiều trắc trở. Sau khi lên ngôi, Đồng Khánh thấy lăng mộ của cha mình ở cư sĩ chưa có điện thờ nên sai bổ công dựng điện truy tư cạnh đó để thờ cha. Điện truy tư khởi công vào tháng 2 năm 1888. Đến tháng 10 năm đó hoàn tất về căn bản. Đồng Khánh rước bài vị của cha là Kiên Thái Vương về thờ trong điện, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh công trình. Thế nhưng trong khi công việc kiến trúc đang tiếp tục thì Đồng Khánh mắc bệnh và đột ngột qua đời. Vua Thành Thái 1889-1907 kể vì trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, kinh tế suy kiệt nên không thể xây cất lăng tẩm quy củ bề thế cho vị vua tiền nhiệm, đành lấy điện truy tư đổi làm Ngân Hy để thờ vua Đồng Khánh. Thi hài nhà vua cũng được an táng đơn giản trên quả đồi có tên là Hồ Thuần Sơn, cách điện Ngân Hy 30 mét về phía tây. Toàn bộ khu lăng tẩm được gọi tên là Tư Lăng. Tháng 8 năm 1916, sau khi lên ngôi được 3 tháng, vua Khải Định 1916-1925, con trai vua Đồng Khánh, đã cho tu sửa điện thờ và xây cất lại lăng mộ cho cha mình. Toàn bộ khu lăng mộ từ Bãi Đình, Bi Đình đến Bộ Thành và Huyền Cung đều được kiến thiết dưới thời vua Khải Định. Đến tháng 7 năm 1917 mới hoàn thành